con đã chuẩn bị xong chưa vậy? Mặc có bộ đồ đẹp mà lâu quá trời, nhanh rồi còn đi qua chúc Tết cô ba nữa nè. Lẹ lẹ đi con. Dạ, xong rồi đây. Mẹ thấy thỏ của mẹ có xinh không? Công nhận chiếc váy này đẹp quá trời. Hôm nay con phải kiếm thật là nhiều tiền lì xì luôn mẹ. Nhưng mà không biết là nhà cô ba có lì xì cho con nhiều tiền không á ta? Con đã soạn sẵn lời chúc thật là hay để chúc Tết cho cô ba đó. Để cô ba lì xì cho con nhiều thiệt nhiều á. Cái con bé này, chúc Tết là điều con phải làm trong những ngày Tết rồi. Còn lì xì hả, là cái lọc của người ta cho con. Lì xì cho con, ít nhiều gì con cũng phải nhận, biết chưa hả? Thôi, ít thì lấy làm gì, nhiều mới lấy được, mới lấy rồi còn mua đồ chơi, mua đào, mua váy đẹp. Thôi mình đi mẹ ơi. Con đó nha. Ơi, em chào chị với chị ba. Hai mẹ con không đi đâu chơi à? Chưa, mới dắt cho con bé nó qua bên nội chơi một xíu đó mà. Thôi, hai mẹ con vô nhà uống miếng nước ngọt nè. Mẹ à, nhà cô ba nghèo thế này, chắc là lì xì ít tiền lắm đúng không mẹ? Cái con bé này, con yên coi. Thôi kệ, bây giờ mình cứ qua mình chúc Tết trước đi. Lỡ biết đâu mình được lì xì nhiều thì sao? Dạ, còn chúc cô ba năm cũ bước sang năm mới, tiền nhiều như nước, luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc nè. An khang thịnh vượng nha cô ba. Cô ba mời lì xì cho con đi. Trời đất, cái con bé này ai đời chúc Tết xong rồi đòi lì xì vậy hả? Không có sao đâu mà, nó còn nít. Đợi cô sẽ lì xì cho con nha. Cô cũng chúc con là ngày càng học giỏi, phần lời ba mẹ và ngày càng xinh gái nha. Đây, cô á lì xì cho con lấy lọc nha. Mong là con á không có chê. Trời đất ơi, có 20.000 ha, là mình tốn công mình chúc Tết thiệt tình luôn á. Biết vậy mình để lại chút để chúc người khác còn ngon hơn nè. Thỏ, sao mà cô ba lì xì cho con không cầm lấy, đứng lẩm bẩm gì vậy? Dạ, con cảm ơn cô ba nhiều ạ. 20.000 20.000 thì làm gì được rồi. Dạ, con cũng chúc cô Lan là an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài, ngày càng trẻ đẹp và luôn luôn khỏe mạnh hạnh phúc bên gia đình ạ. Con ngoan lắm. Cô cũng chúc con á là ngày càng học giỏi, vâng lời ba mẹ và mau ăn chóng lớn nha. Cô thấy con cũng gầy gò lắm. Đây cô lì xì cho con. Dạ, con cảm ơn cô. Mẹ, sao mẹ lì xì tới 100.000 trong khi á mẹ của con bé Na nó lì xì cho con, mẹ bé Na lì xì cho con có 20.000 thôi à, mà mẹ lì xì nó tới 100.000, vậy là mình lỗ 80.000 rồi đó mẹ. Trời đất, hả, con nói chuyện cái kiểu gì kỳ cục vậy hả? Trời ơi là trời, con á là mẹ xấu mặt đi chết đi được à? Chị ơi, thông cảm nha, con bé nó còn trẻ con quá, suốt ngày cứ tiền lì xì, em đau đầu với nó. Đứa nào mà trả dạy em, thôi không có gì đâu. Con đó nha, không phải Tết nhất là con biết tay với mẹ. Con nói đúng mà, thôi mình đi về mình đi chúc Tết người khác đi mẹ. Sao rồi? À, hai ngày Tết qua mấy bà được bao nhiêu tiền lì xì rồi? Tôi á thì ba mẹ làm ăn lớn cho nên á mấy cái vị khách mà vô nhà lì xì cho tôi hả toàn là 500 với 1.000.000 không à. Rồi ôi quá trời tiền luôn, nhìn mà ham. Trời ơi, sao nhiều dữ vậy, giả bù cho tôi gì cả. Tiền lì xì gì đâu mà có người lì xì 20.000 nữa, thấy mà phát chán à, làm tôi phải uổng công á. Soạn nguyên một đoạn văn chúc Tết thật là hay ha. Cậu nói vậy đâu có được đâu Thỏ. Ngày Tết thì mình trao cho nhau những lời chúc là chuyện bình thường mà. Còn cái lọc của người ta lì xì ít hay nhiều gì đó cũng là lọc, là may mắn đó. Bà đừng có đang chơi như thế chứ, 20.000 hay 10.000 gì cũng vậy mà. Bà thì biết cái gì, tôi á thì không có nhiều nhưng mà cũng không có ít. Nhưng mà dù cho tôi có nhận được lì xì 5.000 đi chăng nữa, tôi cũng vui vẻ và đón nhận, chứ không phải như bà đâu. Thôi được rồi, hai người đừng có cãi nhau nữa, thật là tội nghiệp cho hai bà quá đi. Tiền lì xì mà có 5.000, 20.000 chẳng bù cho tôi xíu nào. Qua cái Tết này tôi giàu to rồi đó. Không được, bây giờ mình phải về nhà, mình đi chúc Tết giáp dòng để mình có tiền lì xì. Thôi mình về trước nha, mình đến ba hai cậu. Cô Lan kia rồi. Cô Lan ơi, con đến chúc Tết cô nè. Con bé này nó giỏi ghê ta, biết chúc Tết người lớn luôn. Dạ. Con chúc cô năm mới bước sang năm cũ. Ý lộn, năm cũ bước sang năm mới, làm ăn phát tài, giàu giàu sức khỏe, ngày càng chỉ đẹp nha. Cô cảm ơn con, cô cũng chúc con là ngày càng xinh đẹp nè, rồi hả học giỏi, vâng lời ba mẹ nha. Dạ. Sao cô vẫn chưa lì xì mình với ta? Ủa sao vậy con? Hay là con muốn ở đây chơi với cô? Cô lì xì cho con đi. Con chúc Tết cô mà cô chả lì xì cho con gì cả. Con bé này, cô quên mất, đợi cô. Đây, con cầm lấy.
Dạ, con cảm ơn cô. Thôi kệ, 100 ngàn cũng như an ủi, đỡ hơn là 20 ngàn. Wow, mẹ. Mẹ ơi, làm gì mà mẹ chuẩn bị nhiều đồ ăn quá vậy? Thì hôm nay nhà mình có khách đó con, cho nên là khách này á cũng giàu có lắm. Đối tác làm ăn của ba, cho nên là mẹ phải tiếp đãi cho cẩn thận. Mà con không đi chơi hay sao mà còn quằn quằn ở nhà vậy? Tết mà, mẹ cho con đi chơi thoải mái chứ. Thôi, có khách thì cậu sẽ ở nhà kiếm lì xì. Cái con bé này, sao mà? Sao hả mẹ? Trời ơi, mỗi một năm á, cả năm chỉ có cái ngày này để lấy tiền lì xì thôi mà. Bây giờ con sẽ ngồi đây để đợi khách của mẹ. Chào chị. Wow, em tới rồi đó hả? Dạ. Thôi em vào ghế ngồi đi. Thỏ, con qua bên kia ngồi, để ghế cho cô ngồi. Chỗ người lớn nói chuyện sao con cứ ngồi đây vậy Thỏ? Thì con đợi tiền lì xì mà. Con nói nhỏ thôi, xấu hổ chết đi được. Thôi kệ con đít mà chị. Cô lì xì cho con nè, cô chúc con là càng càng học giỏi nha. Xinh đẹp và vâng lời ba mẹ. Wow, 500 ngàn luôn. Mà không cần một lời chúc nào cả. Như vậy mới là đáng mặt nhà giàu chứ. Dạ, con cảm ơn, con cảm ơn cô ạ. Cô cũng lì xì cho con nè, biết xíu, coi như đây là cái lộc nha. Dạ, con cảm ơn cô nhiều lắm ạ. Con chúc cô có một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài. Dạ, mãi trẻ đẹp luôn nha cô. Quái lạ. Mẹ, sao cô lì xì cho con 500 ngàn mà mẹ lì xì cho con biết xíu có 5 ngàn vậy? Mà quái lạ, con bé vẫn tươi cười hớn hở thế kia. Gặp mình mà lì xì cho mình 5 ngàn mình chả thèm lấy đâu. Con á, thiệt là làm mẹ mất mặt quá đi mà. Cũng may á, cô đây á, là bạn thân của mẹ. Mẹ chỉ muốn á, cho con hiểu rõ, không phải cái tiền lì xì ít hay nhiều nó quan trọng đâu con. Con thấy không, con á, nhận được lì xì 500 ngàn thì hả, vui ơi là vui. Còn á, con bé xíu á, chỉ nhận được 5 ngàn thôi, mà con bé vẫn vui vẻ đón nhận và còn chúc lại mẹ nữa. Ai như con, từ nay con bỏ cái thói đó đi nha không? Dạ con biết rồi, con xin lỗi mẹ. Con đít mà chị, đứa nào nó chả vậy. Trời ơi, chứ em thấy đó, con bé xíu nhẹ nó có vậy đâu. Lì xì cho nó có 5 ngàn thôi mà nó vui ơi là vui luôn á trời. Phải chi á mà nó ngoan á, giống như là con bé xíu nhà em vậy đó. Dạ cô ơi, con á không có quan trọng là tiền ít tiền nhiều đâu, nhưng mà cô cho con thấy lọc may mắn á là con vui lắm rồi. Chắc chắn năm nay con sẽ rất là may mắn. Thôi được rồi, bây giờ cùng nhau đón Tết thôi nè. Dạ con xin lỗi mẹ, xin lỗi cả nhà. Con biết nhà mình sai rồi, từ nay con sẽ không như vậy nữa. Ta-da, và thế là câu chuyện của chúng ta đến đây cũng đã kết thúc rồi các em. Không biết là các bạn có giống như là bạn Thỏ trong câu chuyện này không? Lúc nào cũng, mà chắc chắn là ai thường thường thì cũng thích là được lì xì nhiều đúng không? Không ai thích được lì xì ít tiền hết trơn á. Nhưng mà chúng ta cũng đừng có tỏ thái độ như là bạn Thỏ, là khi mà cho tiền ít là tỏ thái độ ra mặt, như vậy là không có được nha. Mình có thích, không có thích á thì mình cũng phải im lặng và vui vẻ đón nhận nha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các em ở video sau.